Hello, xin chào anh chị em các bạn đến với kênh YouTube của Thắng Baker ha. Thì hôm nay thì đáp ứng theo yêu cầu của em thì anh em hỏi khá là nhiều về cái mẫu Ninja 650. Thì hôm nay mình làm clip ngắn để cập nhật quay chi tiết xe về cái mẫu Ninja 650 cho anh em ha. Mẫu xe này thì khá là lướt luôn, xe thì đăng ký đời rất là cao 2021. Mới đi con này mới đi có hơn 3.000 cây, xíu mình sẽ bật đồng hồ để cho anh em xem nhé. Đó. Rồi, mình sẽ quay xung quanh xe, chi tiết xe, từng góc cạnh xe để anh em có thể nắm được cái tình trạng của xe nhé. Đó. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương. Đó. Cửa hàng thì vẫn có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc nhé. Trả góp thì anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha. Trả trước 30% giá trị xe, ngân hàng hỗ trợ anh em tối đa khoảng 50 triệu nhé. Đấy. Rồi, anh em ở gần thì mình cứ đến trực tiếp để mình xem xe. Xe thì cửa hàng còn rất là nhiều dòng xe khác anh em nhá, từ 125 đến 1000 cc. Đó. Tất cả dòng xe này thì cửa hàng vẫn bảo hành máy móc động cơ cho anh em là 6 tháng nhé, và vẫn là bao rút hồ sơ cho anh em ha. Đó. Hôm nay thì mình sẽ quay chi tiết xe để cho anh em ở xa mà muốn xem được chi tiết xe ha. Đấy. Đây, mình sẽ quay chi tiết xe từng dần chân ốc tán ha. Đây. Ô đô thì con này thì đi mới đi hơn 3.000 thôi. Ô đô mẫu xe này đồng hồ mới này, đó nhìn rất là đẹp luôn nhem nhem và nó rất là sắc nét ha. Đấy, ô đô 3.741 km thôi ha, đó thì rất là sắc nét luôn ha. Hai chìa khóa zin theo xe, thì xe mới đi hơn 3.000 cây thì rất là mới em nhá. Đây mình sẽ quay chi tiết từng đầu đèn xuống dần chân, đó quay chi tiết xe để em nắm được cái thông tin chi tiết ha. Và giá nhá, giá con này thì hiện tại cửa hàng đang để cho em với giá là 140 triệu tròn nhá. Giá cũ là 145, hôm nay thì cửa hàng đang giảm chỉ còn 140 thôi, 140 triệu thôi. Một mẫu xe rất là lướt luôn, mới đi hơn 3.000 cây. Đây vỏ em này, xe thì con này thì mẫu Ninja 650 thì nó vẫn là sử dụng động cơ hai máy nhá, vẫn là hai đời trước này, ABS trước sau đó, và vẫn là sử dụng thuộc ống lồng đó. Về đầu đèn thì nó không khác gì với cái mẫu cũ này trước đấy, đời này thì nó vẫn vậy ha, đó. Form dáng nó vẫn vậy, đầu đèn nó vẫn vậy ha, đấy. Động cơ hai máy, con này thì chủ xe lên thêm được một cái chống đổ thôi, còn đâu là xe là zin nguyên bản hết em nhé. Đấy, mình sẽ quay riêng mẫu này nên mình sẽ quay cố gắng quay chi tiết xe cho anh em một chút xíu ha, để anh em có nắm được cái tình trạng của xe. Đấy, lên thêm ốp lốc máy này, đó. Ốc tán thì khỏi bàn rồi, cực kỳ mới luôn ha. Đấy, xe rất là mới nhé. Đấy, có cái sên này thì sửa nước để lâu thì nó hơi xét xét chút xíu ha, còn đĩa trong thì rất là mới luôn. Đấy, vỏ anh em thấy này ha. Chiếc này biển Sài Gòn luôn em nhé. Bô bổng là zin luôn. Đấy, bô zin ha, bô bổng zin luôn em nhé. Rồi, ok. Đó. 140 triệu thì cửa hàng sẽ bao vút phí hồ sơ ha. Anh em nào muốn hỗ trợ sang tên thì cửa hàng sẽ hỗ trợ sang tên cho anh em nhé, nhưng phí sang tên thì anh em là phải chịu nhé. Đấy, cửa hàng chỉ hỗ trợ sang tên thôi ha. Còn xe thì cửa hàng vẫn bao hồ sơ quyển sổ đó. Nói chung là chi tiết xe thì không có gì để so hết em ạ, mới đi 3.000 nên con xe còn rất là mới nhé. Đó, mọi thứ là zin hết ha, rất đẹp luôn. Đó, thông số ha. Đó, bầu hơi zin luôn. Đó. Đây, mình sẽ nổ máy con này cho anh em nghe tiếng máy nhé. Rồi, còn yếu bình như sao ạ? Đó, yếu bình nha anh em nhé. Đó. Xe là cửa hàng thì có sao là báo vậy cho anh em luôn. Đó, anh em nào cần thông tin hay là cần tư vấn thêm thì mình cứ liên hệ trực tiếp số Zalo trên màn hình ha. Đó. Kawasaki Ninja 650 ha, đăng ký 2021, đi hơn 3.000 cây, biển Sài Gòn, biển 59 nhá. 140 triệu ha. Anh em quan tâm thì cứ inbox nhá. Cửa hàng vẫn có hỗ trợ trao đổi xe, hỗ trợ ship xe toàn quốc. Đấy, hỗ trợ góp luôn anh em nhá. Đó. Rồi, hôm nay thì mình quay một cái clip ngắn để quay chi tiết xe cũng như là báo giá xe cho anh em tham khảo ha. Đó, anh em cần tư vấn thêm thì có thể
liên hệ trực tiếp nhé, hoặc là mình đến trực tiếp cửa hàng, địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dị An, Bình Dương để xem xe nhé. Còn anh em đang xem mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình nhé. Đừng quên là cho mình nút like, mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm các mẫu xe khác để em tham khảo sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ha.